rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say you need nothing, anh là best JC Việt Nam á, không em ơi anh hỏi best JC. Mọi người thích anh chơi JC thì anh chơi thôi. Anh là best sổ gì gì nick. One Cham gì nick mà anh em. Trời ơi, gì đánh gì nick thì nuột lắm, thật sự. Được chưa? Này con này chuẩn hợp lý chưa? Chào Hà Phúc Lân nhá, hello em. Ui, Vic xin đích gặp Đào La luôn này. Anh để thanh tẩy nhá. Không phải thanh tẩy là anh chết rồi, chỗ này thật sự luôn á. Trời, để thanh tẩy đấy anh em ơi. Vừa mới pick Zinix cái chú pick Leo La với Lee Sin, Kathleen, các kiểu ấy này. Cho mèo ăn đi á. Nó ăn suốt ngày anh em ạ. Con mèo là tôi chỉ có ăn mới ngủ thôi. Lúc nào trong tình trạng đang ngủ, nếu mà nó không ngủ nó sẽ đi ăn. Có mỗi hai công việc đấy thôi. Anh rỉa hai cái quy ông anh em té nhá. Không chơi nhiều đâu. Ờ bỏ qua Leo La thôi ấy. Em phải tanh xíu nhá, anh phải hết cái turn Leo La tune anh mới lên anh bắn được đấy. Quay nó vua luôn này em ơi. Quay chiến luôn á. Em ơi dừng nó lại, dừng nó đây em ơi. Quay đầu làm bờ đi. Ok. Quên mất anh cầm này. Đậu xanh. Quên mất anh cầm thanh tẩy. Ai tưởng cầm hia, trời ơi. Cẩn thận nó đai nhá, cẩn thận nó đai nhá. Đùa thế, nó cứ quen tay cầm hia, mình bắn thanh tẩy đúng kiểu ít chơi AD đấy anh em. Con bị nhầm kiểu đấy nhá, hôm trước còn bấm nhầm tên lên vào trụ cơ. Trận sau anh cầm dây CAD, anh vừa cầm dây CAD trận trước xong. Trước trận trước. Nghe trận hạ trận Kalita, trận DC à. Trước trận Kalita anh vừa đánh trận DC xong. Thế thì mình lụm thôi. Cho mạng thì mình lụm thôi chứ làm nào bây giờ. Bạn cho mình không nhận thì lại chết giờ. Anh vừa đánh trận JC hai mươi mấy mạng luôn á. Duy tuyên bố là gánh team trận này luôn. Hoài làm nhẹ cúc chim. Gáy sờ văn gì. Cậu yên tâm trận này Duy mà đánh con Zinix hai mạng này ít thì thua lắm anh em. Mọi người nhớ like, share, live stream giúp Duy nha anh em. Đấy mắt lại lên rồi. Double pin cái mắt nó lại lên liền. Ôi giời ơi. Nhưng mà mặc dù đánh con gì thì vẫn là trượt xe thôi. Đánh luôn nhá. Làm tí. Ok. Tự nhiên như ruồi đấy em. Ok. Ui thế nó bắn từ đầu đến cuối tự nhiên như ruồi thế nhở. Chào Huy Thái nhở. Rao anh không chơi quang quần em ơi. Anh chơi mình mà. DK thế đủ gắt cho anh em. Nó từ nãy giờ mình không nên là support đi với mình nhỉ. Support đi đâu đấy? Alo support ơi. Alo. Ô, anh có xin nick này là tuyển mà. Anh em có biết in game let đây chạy đi không? Là nick của Duy mà. Nick phụ của Duy đấy. Really nigga. Nick let đây chạy đi là nick phụ của Duy đấy. Moi One Cham lên thách Zinix lên thách đấu đấy. Khi nào lên vlog 1 là mấy hôm nữa là có rồi em ơi, anh mới quay hôm qua chắc mấy hôm nữa là edit xong. Hỏi em cũng giữ rờ được. Bọn này sao mà biết được anh. Anh bật tẩy.
À, chủ đề Vlog 1 đã chỉ là đi chơi đây em ơi. Đi chơi ở Đại Lải một hôm đó. Review cho anh em xem đó. Nói chung là mình làm Vlog thì mình làm về những cuộc đi chơi của mình thôi. Chứ mình cũng không làm nhiều cái chủ đề kiểu lấu lướng, lấu lủng. Mà lấu lướng thì tương lai nếu mà thấy được thì làm. Còn bây giờ chắc không. Chồng Mỹ Nam cho Trừng Cháy, anh có chia sẻ cách đánh không anh? Anh vẫn bình thường, nếu mà có cái pha nào mà đặc biệt tí thì mình vẫn chỉ anh em mà. Nói chung là anh em nào mà đã theo dõi livestream mình nhiều, những cái turn nào mà mang lại nhiều lợi thế cho bản thân mình hay nói mà. Anh á, anh ấn A đấy em. Anh ấn A là đất anh lắm ý. Phải hit and run không? Phải đánh thôi em ơi, phải đánh thôi em ơi. Đánh về leo la, đánh về leo la, đánh về leo la. Em xem nhiều streamer rồi mà vẫn không thoát được kim cương. Thế là do bản thân em thôi. Cái việc xem livestream nó chỉ giúp em một phần thôi. Cái chính là do cách đánh của em ấy. Xem livestream cũng chỉ là một phần thôi mà. Thôi, chịu. Đánh thế thì chịu. Nên fan cứng anh ok, cố gắng giữ nhé Xuân Thủy nhá. Con gì khắc chế được fit với anh gì á? Con Alexandra mít em ạ. Hoặc là con Maya. Bạn những cái con skin kiểu cố định con fit lại đấy. Lần đầu thì anh này Zinix à? Hôm nay làm một series về AD cho anh em xem mà. Tới đây em ơi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Anh bị con này là giữ chân không ra được. À, Morana được em ơi, Morana counter feeder luôn nhá, được, Morana được. À không phải feeder, nó fit cá ấy, nhầm. Không ai chết luôn à trời. Độ ta là không độ nàng. Vì người hòa rơi hữu ý. Why you bullying me? Ai ô không độ tới nàng. À, mình đang định thả em, mình biết nó trong đấy rồi mà nó đi ra nhanh quá. Lỗi. Em bắn Queen on Zinix nó cứ bị vấp là do hit and run hả? Nếu mà em hit and run cái dạng súng ấy, với cả hit and run cái dạng mà súng thường với cả cái đại bác nó khác nhau đấy. Cái đại bác nó hơi delay một giây thì anh em phải nhấp từ từ thôi. Nó không nhấp nhanh như kiểu súng thường được đâu. Hit and run của súng thường với cả hit and run của súng đại bác nó khác nhau ấy. Tại vì súng đại bác nó nặng mà, nó phải nó chậm hơn một chút đấy, là anh em phải nhấp từ từ thôi. Đừng có nhấp hai cái nó giống nhau. Ui thằng này hai dòng lửa này em ơi. Alo. Nên giết được ngày đi, 62 là hai dòng lửa này. Vì người hoa rơi hữu ý. Ai ô không độ tới nàng. Hỏi người ra đi vì đâu. Chắc chắn không thể quay đầu. Từ từ em ơi, đẩy đi em ơi, từ từ đó. Mẹ dừng chết, ông cứ đòi ăn vào thôi. Ông ra ban lại mình chơi ít thôi nha, ngào lắm rồi đấy. Rồi đấy, bây giờ ra Baron được này. Ra Baron lên để cho Rai đẩy em ơi, hút người. Cứ ăn đây có gì đánh nhau luôn. Nó thích là mình phệt thôi. À, nó phải về đép là nó mất Baron rồi. Thề mấy ông kim cương phải di chuyển chán thật sự luôn ấy. Nhìn mấy cái turn này nhìn vắt là biết ăn được Baron, thề luôn á. Về đơm hết cho anh. Ui, hôm nào đánh ấy, cứ đánh ấy thoải mái đi. Ồ, đánh được một hit kiểu thế anh bắn như thế. Con gì nhỉ? Con Neo La nó được hộ thể mà. Không phải chết nó từ sớm mà xong hết cái game rồi đấy. Bot em ơi, bot. And imagine a utopia.
Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Meta, meta, gì đâu? Meta em ơi. Mà nó cho này, nó cho meta luôn này, chờ meta luôn này. Yeah, 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 yeah. Honey, I'm a perfect 10. Ok mọi người nhớ like và chia sẻ lại chuyện giúp mình nha. Sổ ngồi bên ta kia. Ở bên ta kia. Chào Duy Anh, chào Việt Hoàng. Anh được thì anh like vào 11 giờ trưa và 9 giờ tối mà. Đấy là 2 khung giờ mà anh hay live chuyện nhất. Yeah, I've discussed it with my